Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tham luận về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng quý 1 năm 2022. Họp giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tỉnh Hưng Yên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận hai di tích quốc gia. Thành phố Hưng Yên tập trung xây dựng thành phố xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác kiểm tra giám sát của Đảng quý 1 năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quý 1 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát, số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng hiệu quả. Qua kiểm tra giám sát, kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, quý 1 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Hưng Yên kiểm tra 143 đảng viên và 79 tổ chức đảng, giám sát 29 đảng viên và 24 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 50 đảng viên và 10 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát 82 tổ chức, giám sát theo chuyên đề 62 đảng viên và 32 tổ chức. Qua kiểm tra, các trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm theo quy định. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đã đề xuất kiến nghị. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ mang tính chuyên đề, chuyên sâu về lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, cần tập trung kiểm tra, giám sát như quản lý đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, công tác cán bộ, lĩnh vực tư pháp, kê khai tài sản, kết hợp với tổ chức tọa đàm theo chuyên đề để qua đó Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, trước hết là Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh có thêm kỹ năng rồi được chia sẻ những thông tin về các cuộc kiểm tra, các vụ việc mang tính điển hình do Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoặc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy tiến hành, từ đó giúp cho các đơn vị trong hệ thống kiểm tra giám sát có thêm kinh nghiệm về các tình huống cụ thể, nghiên cứu để có phụ cấp hoặc chế độ hỗ trợ bồi dưỡng đối với ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối, cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Hiện nay Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở được tăng quyền gắn với nhiều trách nhiệm, song các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở khối này thì chưa được hưởng chế độ phụ cấp gì. Trong quý 2 và những tháng còn lại của năm 2022, với tinh thần quyết liệt, chủ động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tích cực thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ đảng viên và tổ chức đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Để hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra, tại hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật, tập trung chỉ đạo thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, tăng cường tuyên truyền kết quả kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật, công khai các quyết định kết luận của Ủy ban Kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chiều nay tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp đoàn doanh nghiệp quỹ đầu tư TAM của Singapore và nghiên cứu khảo sát xúc tiến đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn và hoan nghênh đoàn doanh nghiệp quỹ đầu tư TAM Singapore đến thăm và làm việc tại Hưng Yên.
trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên với quỹ đầu tư TAM vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc nghiên cứu khảo sát các dự án đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các nội dung đã ký kết và nhấn mạnh việc quỹ đầu tư Chut Asset Management khảo sát, nghiên cứu đầu tư theo mô hình kinh nghiệm tốt và ứng dụng công nghệ cao, quản trị hiện đại của Singapore và thế giới với các dự án khu công nghiệp công nghệ cao, khu kho vận Logistics và khu cảng cạn ICD, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nhà ở phục vụ học viên, chuyên gia của trung tâm, khu đô thị, sân golf, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là những dự án lớn phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thông qua bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết và sau chuyến thăm và làm việc hôm nay với tỉnh Hưng Yên, mong rằng trong thời gian tới, Hưng Yên sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư Singapore vào địa bàn. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp của Singapore về nghiên cứu khảo sát xúc tiến đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu tiềm năng thế mạnh chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên đã làm xong quy hoạch sử dụng đất, hiện đang trình chính phủ phê duyệt. Cho đến nay, hệ thống giao thông đã được xây dựng khá đồng bộ. Đến năm 2025, toàn bộ hệ thống giao thông cơ bản sẽ hoàn thành. Để thực hiện mục tiêu này, Hưng Yên đã bố trí gần 2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông. Nổi bật như đường kết nối di sản, đầu tư mở rộng đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, nút giao Tân Phúc chạy dọc tỉnh Hưng Yên, nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn từ huyện Ân Thi sang tỉnh Thái Bình. Dọc tuyến đường đã quy hoạch khu công nghiệp, trong đó có trên 100 hectare mà các nhà đầu tư Singapore đã hướng tới. Tại buổi làm việc, ông Douglas Ford, Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore, Chủ tịch Saki Holding cùng các thành viên trong đoàn quỹ TAM đã đánh giá cao hạ tầng cơ sở, môi trường đầu tư của Hưng Yên, đồng thời giới thiệu qua về những dự án đã thực hiện như xây dựng Đại học Singapore, chú trọng nền kinh tế số, việc lưu và xử lý dữ liệu, những mô hình kinh nghiệm tốt và ứng dụng công nghệ cao, quản trị hiện đại của Singapore và thế giới với các dự án, khu công nghiệp công nghệ cao, khu kho vận, Logistics và khu cảng cạn ICD, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nhà ở phục vụ học viên, khu đô thị sân golf, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nhà đầu tư Singapore mong muốn Hưng Yên xây dựng hệ thống quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe tại các khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, thống nhất các nội dung tại buổi làm việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên ủng hộ chủ trương liên danh các nhà đầu tư về nghiên cứu, khảo sát các dự án đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí đề nghị khi đầu tư vào Hưng Yên, các nhà đầu tư Singapore phải thành lập doanh nghiệp ở Hưng Yên, sớm làm các thủ tục cần thiết để các sở ngành của tỉnh thẩm định việc triển khai phải phù hợp quy hoạch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư Singapore đầu tư vào Hưng Yên trên cơ sở tỉnh Hưng Yên phát triển và các doanh nghiệp đến đầu tư đều có hiệu quả. Sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe huyện Kim Động báo cáo về việc xử lý các vi phạm xây dựng nhà ở công trình theo kế hoạch số 93A ở xã Toàn Thắng và Vĩnh Xá như phản ánh của các cơ quan báo chí trung ương. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc xử lý các vi phạm số 93A trên địa bàn tỉnh cần phải thực hiện kiên quyết, bất kể người dân hay doanh nghiệp, trách nhiệm đầu tiên phải là chính quyền địa phương. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, vi phạm xảy ra phải tháo dỡ. Từ tháng 3 năm 2017, các địa phương phải tháo dỡ và chịu trách nhiệm. Không phải chỉ có xử lý cán bộ không, mà thậm chí xử lý trách nhiệm phải chịu cả người dân. Các anh vi phạm, anh cố tình, anh làm nhà trái phép, nhiều lần xây dựng trái phép, nhiều lần đình chỉ, nhiều lần phạt hành chính, vi phạm, nhưng mà lại cố tình xây. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với các nội dung tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về kế hoạch tặng quà kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tờ trình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.
về tờ trình phê duyệt kế hoạch thực hiện nghị quyết 09 của tỉnh ủy về chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, phê duyệt kế hoạch thực hiện triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe ý kiến các ngành, các địa phương và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phấn đấu đến năm 2025 là 100% các xã về đích nông thôn mới nâng cao và phấn đấu 50% là kiểu mẫu, bổ sung các xã thêm 2 hectare để đấu giá quyền sử dụng đất để lấy nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Thứ hai là bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25 thêm 2.000 tỷ nữa. Chứ là trước đây người ta có 900 tỷ, bây giờ thêm 2.000 tỷ nữa là 2.900 tỷ. Như vậy là nguồn lực của tỉnh cũng rất sẵn sàng hỗ trợ. Nguồn lực của huyện, của xã cũng rất sẵn sàng hỗ trợ để đấu giá, để lấy nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Và có lộ trình cụ thể từng năm một. Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các địa phương, nhất là thành phố Hưng Yên, thị xã Vĩnh Hảo xử lý nghiêm các biển hiệu quảng cáo không phép gây mất mỹ quan đô thị, xử phạt hành chính các trường hợp thải rác không đúng quy định. Tình trạng đầu tư hạ tầng giao thông ở các xã lãng phí, không phát huy hiệu quả, tập trung đầu tư cho các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân đến vui chơi giải trí. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục và nâng cao mức hỗ trợ cho các địa phương kinh phí trồng cây hàng năm trên các tuyến đường nhằm thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đưa ra dự báo năm 2022 sẽ xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Vì vậy, các địa phương cần bố trí ngân sách tập trung xử lý dứt điểm các công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, năm 2021, thiên tai diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố dị thường, diễn biến phức tạp. Trong năm đã xảy ra 18 trên 22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 326 trận dông lốc sét, 170 trận lũ quét sạt lở đất, 139 trận động đất, là 108 người chết và mất tích, gây thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng. Tại Hưng Yên, những năm qua, các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra, tích cực chỉ đạo xử lý, giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi, đê điều, trục vớt vật cản trên sông trục, đảm bảo thông thoáng trong tiêu úng. Các địa phương đơn vị thường xuyên chỉ đạo kiểm tra chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần kỹ thuật để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo bố trí cơ cấu thời vụ sản xuất nông nghiệp hợp lý để tránh ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày mai 26 tháng 4 sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đây là kỳ họp chuyên đề các đại biểu nghe các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm điều chỉnh bổ sung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Tân Phúc, Võng Phan giao với đường tỉnh 378, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh bổ sung năm 2022, quy định nội dung mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành quy định nội dung mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng với lĩnh vực giáo dục và đào tạo và một số nội dung khác. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ thông tin về nội dung của kỳ họp trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
quý vị và các bạn, nhà bảo vệ bảo quản và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các địa phương tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia. Có biện pháp phòng chống cháy nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác, ưu tiên kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng dành cho nơi lưu giữ bảo vật quốc gia tại di tích. Việc bảo quản phải có phương án cụ thể, đảm bảo khoa học và tính pháp lý, có sự phối hợp hướng dẫn của nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia, cần xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình riêng với nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, dễ phổ biến và tiếp cận để quảng bá giá trị bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia và căn cứ quy định hiện hành để lựa chọn lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022. Được biết, tính đến nay, tỉnh Hưng Yên có 6 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, gồm tượng Phật Quan Âm, Thiên Thủ, Thiên Nhãn ở chùa Mỹ Sở, tượng Sư Tử Đá và hệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng, bia cổ Việt thôn Diên Phúc tự Bi Minh, bộ đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ và tháp đất nung đền An Xá. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đối với 2 di tích của tỉnh Hưng Yên, đó là đình Mão Trinh, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào và đình Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình Mão Trinh thờ Thái úy Đỗ Anh Vũ, một công thần thời nhà Lý. Ngôi đình được khởi dựng từ khá sớm và được trùng tu vào thời Nguyễn, có kết cấu kiểu chữ đinh gồm đại bái và hậu cung. Kết cấu phì kiểu, trồng giường đấu kê. Trong đình có nhiều bức cuốn cổ chạm khắc tỉ mỉ tinh xảo với các đề tài tứ linh tứ quý, cỏ cây hoa lá có giá trị về mặt nghệ thuật điêu khắc. Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình Thanh Sầm thờ hai vị thần Hướng Thiện và Đạo Quang thời Vua Hùng có công đánh dẹp giặc ngoại xâm. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, trải qua thời gian ngôi đình đã được trùng tu nhiều lần, hiện nay mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn với các mảng chạm khắc đẹp có giá trị mỹ thuật cao. Đình Thanh Sầm có kiến trúc tiền nhất hậu đinh, các bộ vì kèo kiến trúc kiểu trồng giường giá chiêng. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 175 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Thời gian qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp được các địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên vào cuộc triển khai hiệu quả, góp phần hạn chế rác thải và từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi người dân. Đã trở thành thông lệ, mỗi sớm thức dậy, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, bà Hoàng Thị Tuyến lại cùng với các hộ dân khác tại khu phố Sách Đằng, phường Lam Sơn tập trung quét dọn tuyến đường khu vực công cộng xung quanh nơi ở. Nhờ đó, đường làng ngõ xóm luôn được phong quang sạch đẹp. Cùng với tuyến đường trên, tuyến đường qua địa phận khu phố Kim Đằng cũng đổi thay, sạch đẹp hơn trước rất nhiều nhờ sự hưởng ứng của nhân dân với phong trào chiều thứ 6 vì môi trường thành phố sạch đẹp. Cứ theo nhau ra quét dọn cho nên là ngõ xóm, là đường làng là sạch sẽ. Lá là chúng tôi cũng để ra một cái túi, non nước hoặc là giấy bóng là chúng tôi cũng lại nhặt riêng ra một chỗ. Ban chỉ đạo của phường tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt cái kế hoạch của thành ủy, không vứt rác thải bừa bãi, rồi không thả vật nuôi rông ra ngoài đường để đảm bảo cho cái môi trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Nếu như trước đây, rác thải sinh hoạt được đổ không đúng nơi quy định, thậm chí bãi rác thải được tập kết ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm và mất đoàn kết trong dân, thì nay nhờ chương trình 10 của Thành ủy Hưng Yên, xã Quảng Châu đã thành lập mỗi thôn một điểm tập kết rác thải sinh hoạt, trồng cây xanh, hoa ven đường. Đặc biệt là phong trào tổng vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư vào chiều thứ 6 hàng tuần, góp phần tạo nên cảnh quan, môi trường sống sạch đẹp. Đã thành một cái nề nếp, các gia đình tự quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Rác thải chúng tôi toàn để trong nhà, cứ đến ngày đi thu gom thì chúng tôi mang ra, chúng tôi đổ. Môi trường thực tại bây giờ gọn gàng và sạch sẽ hơn xưa rất nhiều. Chúng tôi đã xây dựng ban chỉ đạo và trực tiếp chỉ đạo đối với các thôn, cấp ủy, chi bộ với họp toàn thể nhân dân. Ý thức đã được nâng lên rõ rệt. Chương trình 10 đã ăn sâu vào tiềm thức của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Quyết tâm xây dựng thành phố Hưng Yên
trở thành đô thị văn minh sạch đẹp loại 2 vào năm 2025. Ban chỉ đạo chương trình 10 Thành ủy Hưng Yên đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động, triển khai nhiều phong trào thiết thực tới các địa phương như phong trào chiều thứ 6 xanh sạch đẹp, tổ dân phố thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị và mô hình tổ dân phố thôn làng không rác. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Sau khi bầu cử Tổng thống Pháp kết thúc với chiến thắng dành cho ông Emmanuel Macron, giới chức Liên minh châu Âu đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng Tổng thống Pháp vì chiến thắng trước đối thủ cực hữu là bà Marine Le Pen. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu cùng gần như toàn bộ 27 trên 27 vị lãnh đạo của khối EU đã gửi lời chúc mừng tới ông Macron, nhấn mạnh chiến thắng của ông Macron cũng là chiến thắng chung của châu Âu. Trong chiến dịch tranh cử, ông Macron thể hiện mong muốn tiếp tục củng cố liên minh châu Âu-EU bằng cách tăng cường sự nhất trí về một loạt các vấn đề, từ sức khỏe cho đến quốc phòng. Trong khi đó, đối thủ từ phe cực hữu, bà Marine Le Pen, muốn cải tổ EU thành một liên minh các quốc gia và thậm chí từng bóng gió về khả năng đưa nước Pháp rời khỏi EU. Giới chức Áo tuyên bố việc cấm vận khí đốt tự nhiên của Nga hiện là không thể và kế hoạch châu Âu dừng nhập khí đốt của Nga vào năm 2027 là rất tham vọng. Bộ trưởng Năng lượng Áo thừa nhận rằng nước này phụ thuộc 80% vào khí đốt của Nga. Cấm vận khí đốt hiện nay là không thể thực hiện đối với Áo cũng như một số quốc gia châu Âu khác. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Áo cũng cho rằng khó có khả năng châu Âu sẽ ngừng mua khí đốt của Nga theo thời hạn cuối là năm 2027. Mỹ hồi đầu tháng 3 đã quyết định cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga để phản ứng việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhưng EU từ chối áp đặt các biện pháp tương tự do lo ngại ảnh hưởng đến kinh tế và sản xuất. Nga đang cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italia và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc mới lây lan trong cộng đồng trong những ngày qua. Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh quận Triều Dương của Bắc Kinh ngày 24 tháng 4 cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm với khoảng 3,5 triệu người đang sinh sống và làm việc ở đây sau khi ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch gần đây ở thủ đô của Trung Quốc là 11 ca trong vòng 24 giờ. Trong bối cảnh số ca mắc gia tăng, một số khu vực ở Triều Dương đã xảy ra tình trạng người dân mua sắm hoảng loạn do lo ngại bài học rút ra từ đợt bùng phát dịch Thượng Hải, nơi người dân bị thiếu lương thực trong cuộc chiến chống COVID-19. Còn tại Thượng Hải, chính quyền thành phố thông báo ghi nhận 51 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ, tăng so với 39 ca ghi nhận một ngày trước đó. Hiện Thượng Hải là nơi bùng phát dịch COVID-19 mạnh nhất tại Trung Quốc. Indonesia, quốc gia chiếm hơn 1/3 lượng dầu thực vật xuất khẩu toàn cầu, mới đây đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn. Động thái này đang khiến thị trường dầu ăn toàn cầu rơi vào tình trạng khủng hoảng. Giới chuyên gia cho biết, thế giới không thể thay thế nguồn cung dầu ăn từ quốc gia Đông Nam Á, bởi Indonesia là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất, loại dầu ăn được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn của Indonesia khiến giá dầu giao sau của Mỹ tăng vọt đến mức cao kỷ lục nhất trong ngày thứ ba liên tiếp. Tại Anh, một số siêu thị đang hạn chế người dân mua dầu ăn. Ngoài việc Indonesia ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt cục bộ và giá tăng cao, những bất ổn về thời tiết tại các nhà sản xuất dầu ăn lớn trên thế giới cũng đang làm tăng thêm nỗi lo thiếu hụt dầu ăn. Trong nỗ lực giảm lãng phí thực phẩm, Ai Cập đã cho ra mắt và khuyến khích người dân sử dụng một ứng dụng có tên là Tekeya. Ứng dụng được ra mắt từ năm 2019 cho phép các nhà hàng, khách sạn, siêu thị giảm thiểu lãng phí thực phẩm của họ bằng cách tặng thực phẩm miễn phí cho các tổ chức từ thiện hoặc bán thực phẩm với giá 50% so với giá gốc. Năm 2021 vừa qua, ứng dụng Tekeya đã giúp tiết kiệm được hơn 40.000 bữa ăn và cung cấp cho những người kém may mắn hơn. Theo một ước tính, mỗi năm bình quân, người dân Ai Cập lãng phí khoảng 90kg thực phẩm mỗi người. Trong một thông điệp nhân ngày trái đất mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ trồng 1,2 tỷ cây xanh để phục hồi rừng ở Mỹ.
Ông Biden cho biết diện tích rừng tự nhiên của Mỹ đã suy giảm đáng kể và kế hoạch trồng mới 1,2 tỷ cây xanh sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cả ở thành phố và mỗi con đường. Đây cũng là một trong những động thái tích cực của chính quyền Mỹ trong việc thực hiện các biện pháp chống biến đổi khí hậu. Tại Mỹ, gỗ rừng được khai thác theo kế hoạch, theo một quy trình chặt chẽ, được đánh dấu từng chủng loại, số lượng, và không ai được tự ý vào rừng khai thác, cho dù chỉ là những cây gỗ đã mục nát. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.